thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Con Rẫy triển khai xây dựng mô hình tổ hợp tác nuôi heo đen cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Đắc Ruồng và xã Đắc Tờ Re. Tổ hợp tác nuôi heo đen sinh sản gồm 8 thành viên là hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Tổ hoạt động trên nguyên tắc cùng chia sẻ, giám sát, giúp nhau chăm sóc con giống phát triển tốt. Mỗi thành viên được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ một con heo giống sinh sản, tổng trị giá hỗ trợ gần 20 triệu đồng. Các thành viên tham gia mô hình đã xây dựng, sửa chữa chuồng trại kiên cố để nuôi heo chung một chỗ, có nguồn thức ăn, bảo đảm cho con giống sinh trường phát triển tốt sau khi heo sinh sản lứa đầu tổ hợp tác sẽ trao tặng heo giống cho các hộ nghèo cận nghèo tiếp theo để nhân rộng mô hình giúp hội viên phụ nữ trong xã có điều kiện vươn lên thoát nghèo